Đây, đây là cái mô hình mà mình có cái bạn lúc hồi vừa nãy hỏi mình là có nuôi thêm lợn không này. Nuôi thêm lợn ở trên này không? Đấy, đây này. Ở video trước thì mình cũng giới thiệu với các bạn ấy là mình phải rất vất vả thì mới mang bọn này lên đây được. Đấy, lên đây cho ăn chuối các kiểu xem. Đấy, cũng bỏ tầm 15 triệu thôi. Tầm 15 triệu để thử nghiệm với mấy con này thử xem như nào thôi. Test thử ấy. Mấy con dê thấy đội này không biết như nào. Xem là mấy con dê này gặp đội này như nào nhá. Cái con không sừng kia nó lại đánh nhau được cái đầu của nó như thế này rồi. Đầu toác đầu ấy này. Đấy, lên đây mình băm chuối cho nó ăn thôi. Đấy là lợn. Xem lùa cái bọn này nó đi gặp lợn xem như nào nhá. Chắc là nó sẽ thấy rất là lạ ấy. Siêu Brazil. Ui, con này không dám đi qua luôn à. Mỗi một con lợn này chúng mày không dám chiến đấu nó à. Ui, đánh nhau luôn. Con đầu đàn đâu rồi? Con đầu đàn không dám về đấy chiến đấu với con này à. Nó bị một con nó lùa này. Thấy chưa? Nào, quánh ra xem nào. Không oánh luôn à. Ôi, để một con nó lùa này. Úi giời. Ôi, di chuyển đi. Mẹ bằng nay con mà chúng mày không lùa được một con đấy. Trời ơi. Mà còn sợ cơ. Ừ, sợ thì đi đồng đội này đi hỗ tiếp. Hỗ trợ tiếp. Đi. Tăng đàn. Hỗ trợ đi chiến đấu tiếp đấy. Ui rồi. À. Hích. Lợn lùa cho các bạn ạ. Lợn lùa cho chạy tái mặt luôn. Con này trèo lên đây luôn rồi các bạn ạ. À. Ui, hai con bỏ về này. Mày, chỉ tao đập cho mày. Mày dám đuổi dê tao à? Cho mày lên đây để bầu bạn đấy nhá, không phải đấy. Đâu, mày thích thế nào? Chắc mấy nữa nó mới quen rồi các bạn ạ. Mới nên là nó thấy còn lạ ấy. Mày định dọa tao à? Đá vỡ mồm mày bây giờ. Có mấy con nó bị lùa một phát nên là nó chạy ngược lại đây này. Mình lại phải đi lùa nó tiếp tục cho nó đi. Bị dê nó lùa cho khiếp bằng này, hàng trăm con mà nó lùa cho chạy té khói. Mày đúng rồi. Nó chịu rồi. Như này mà còn sợ nữa thì còn nói chuyện gì? Chiến đấu đi. Không phải sợ. Này sợ té khói rồi. Không dám đi luôn rồi các bạn ạ.
Kìa nó đang ở ngay gốc cây mà đội này sợ. Mày làm này tao mất thời gian lắm nhá. Tí tao không đi kịp đội kia là mỗi con rẽ một nơi á. Nào, di chuyển đi. Có gì đâu mà sợ. Đi. Để mình đi lùa cho đội kia nó đi xa hơn một chút nữa. Bọn này nó nhát gan quá, nó bị lùa một phát nên là nó sợ ấy các bạn. Tình huống rất là hài luôn. Đâu rồi, thế còn một con nó chạy đâu rồi? Đây một con nó lại đi lùa dê rồi. Mày đá vào móm cho mày bây giờ. Nào ở yên đây, để nó cho dê tao đi qua đã. Không thì cho chúng mày nhịn hết đấy. À, một con kia. Mẹ con kia nó đuổi cái cá một cái đàn kia luôn. Nó đi đường vòng các bạn ạ. Đội này kiếm đi đường vòng luôn. Đội này không dám đi trực diện. Đi đường vòng nhưng mà vẫn gặp cái con này. Đi đường vòng vẫn gặp cái con này các bạn ạ. Thì lợn nó lùa cho cả trăm con nó chạy mất dép luôn. À kia rồi, nó đi được vòng qua con đấy rồi. Nào. Trời ơi. Có 4 con lợn mà bằng đấy con dê mà còn có sừng nữa là còn sợ cơ. Đây, nó đi vòng được rồi các bạn ạ. Tiếp con này nó lùa cái bọn kia dã man không? Lùa hết luôn này. Con này ghê ấy nhỉ. Mày ác đấy. Ủa, mày đừng có lùa nữa. Siêu. Việc của ai đấy làm đi. Mày nhá. Quánh cho mày tóe khói bây giờ. Mày em biết nhớ thương một người. Nọ ngày tôi biết sắp phải rồi. Lùa cho chạy tóe khói. Biết là đi kịp cái đàn kia nữa không? Mình định cho cái đàn này lên nương ngô các bạn ạ. Nhưng mà bọn này nó bị lợn lùa cho. Không biết là bọn kia nó lên, nó có lên theo cùng nhau không? Đi là rẽ theo nhau nữa thì vỡ mồm. Ui sợ rồi. Này em biết thương một lúc hồi trưa thì mình có bán một con dê giống các bạn ạ. Thì anh ấy thấy dê của mình đẹp quá. Thực sự là cái thời điểm này ấy, là mình đã quy hoạch được cái vùng chăn thả rồi ấy, nên là mình cũng không muốn xuất, nhưng mà anh ấy kết quá nên là đành phải kết nối để cho anh ấy một con về làm giống thôi. Cũng kỷ niệm cho anh Giai, chúc anh Giai về chăn nuôi thành công thôi. Anh ấy cũng đi đường xa nữa, tận mấy chục cây anh đến. Anh ấy đến mà xem mô hình thích quá nên là về kết nối thôi để cho anh ấy. Đây, con nó ra tận đây rồi. Đừng có ăn lá mai của anh nhá, các em ơi. Anh sống mất bao nhiêu sức ạ. Thôi, video em kết thúc tại đây nhá.
Cảm ơn các bác đã theo dõi kênh của em. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Các bác ở trên kênh thì các bác ấn like và đăng ký kênh để theo dõi cái mô hình làm kinh tế của mình, xem là có ổn hay không. Đấy, có thể là em là những con người đi trước một chút, hoặc là những cho đi trước ở đây có nghĩa là em hơn tuổi những người ấy thôi, những người trẻ chưa làm mà đang có ý định về làm thôi, chứ không dám là bảo là đi trước nuôi dê hay là đi trước nuôi lợn hay là cái gì đâu. Điều đấy thì em không dám. Còn gọi là đi trước hơn các bạn một chút, gọi là so với các bạn là đang đi công ty và có ý định ấp ủ nuôi thôi. Đấy, để cho các bạn là tham khảo xem là mình làm đây mình gặp những cái khó khăn gì và có những cái thuận lợi gì, thì mình sẽ chia sẻ để cho các bạn là nếu mà sau này các bạn quay trở về, các bạn có vốn, các bạn có thời gian, các bạn có kinh nghiệm, thì các bạn làm sẽ cắt ngắn được cái phần gọi là nó bị hao hụt đi, thì các bạn làm nó sẽ nhàn hơn. Đấy, gọi là mình đi thử nghiệm trước xem cái mô hình nó có ok không. Đấy nhá, đây là chia sẻ để các bác thấy video của em hay, thì các bác có thể là follow đăng ký kênh và tương tác với kênh của mình nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Em chào các bác.